Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018 với chủ đề Cao Bằng cơ hội đầu tư phát triển bền vững đã được tổ chức. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành, đại diện các tổ chức tín dụng. Đặc biệt hội nghị còn có sự tham gia của UNESCO và gần 400 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước ông Trần Minh Bình, quyền tổng giám đốc Vietinbank dẫn đầu đoàn công tác tham dự sự kiện này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Cao Bằng cần đưa thông điệp đến các nhà đầu tư để cùng tham gia giải bài toán chi phí và lợi nhuận, giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn 3.581 tỷ đồng trao 16 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới với trên 28.500 tỷ đồng vốn đầu tư. Ông Trần Minh Bình, quyền tổng giám đốc Vietinbank đã đại diện cho ngân hàng trao cam kết tài trợ vốn tín dụng cho một số dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực năng lượng, du lịch với tổng mức đầu tư là 1.217 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hưởng ứng kêu gọi của ngân hàng nhà nước trong công tác an sinh xã hội nhân dịp này, Vietinbank đã hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng các công trình giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống